Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 500 top càng từ một cái sàn HuriSwap nha các anh em. Để đăng ký để nhận top càng bằng lý phần link thứ nhất của mình, đăng ký một cái tài khoản trên sàn HuriSwap nha các bạn. Rồi các bạn đầu tiên tên username các bạn tự đặt, email password sẽ nhận password, các bạn nhấp vào tôi được chấp nhận điều khoản. Rồi các bạn bấm vào câu red account. You come next. Kỹ ta. Khoan các bạn ơi, để mình coi lại bị gì vậy? Làm lại các bạn ơi. Các bạn trả lót chưa không? Rồi các bạn vào email check mail các bạn. Rồi các bạn mở email của mình ra nè các bạn. Các bạn chờ một chút xíu các bạn, máy mình nó cũng nó yếu máy. Rồi mở hộp thư spam các bạn. Nhảy đâu tào lao lao ta. Các bạn cố gắng chơi con này đi các bạn, con này cầu ngon, mình cố gắng làm cho tất cả các bạn các bạn. Rồi, HuriSwap sẽ gửi về một cái email cho các bạn liền các bạn. Verify mail. Ôi. Rồi các bạn login vào các bạn, bấm vào confirm email rồi. Rồi các bạn chờ lóc một chút xíu các bạn. Rồi các bạn login vào các bạn. Gì mà khẩu mình share lại nghe các bạn. Rồi các bạn login vào các bạn. Bấm sign in. Chờ nó lót trong web một cái sàn. Sorry. Để mình coi lại các bạn, để mình đăng nhập lại nha các bạn. Lần này được nữa các bạn ơi. Lần trước nó bị lỗi dung lượng data hay mạng yếu các bạn. Vô rồi em. Rồi các bạn đã vào một cái sàn YouTube các bạn luôn mật khẩu đi. Rồi các bạn verify email. Download con này nó đang rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình các bạn, mi profile fly. Rồi các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Đây là fly mi profile. Rồi không có, các bạn nhấp vào ba chữ gạch các bạn, đang mình ép địa chỉ với chocolate của mình vào các bạn. My profile. Đây các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình các bạn. Các bạn lướt xuống nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn nhấp vào một WC by đâu ta? Một request at wallet này các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với ETH and DM của bạn, các bạn vào nha các bạn. Các bạn mở chocolate nè. Các bạn bắt địa chỉ ETH của mình vào các bạn. Này như là mình rồi. Rồi các bạn rồi đâu rồi ta. Rồi mình vào giao diện chính của nó, mình bấm add wallet lên các bạn. Rồi các bạn bắt Ethereum nè, bắt địa chỉ với ETH các bạn, copy bên dưới chút wallet của tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm add wallet nha các bạn. Rồi như vậy đã thành công các bạn, hiện cái mức màu xanh là gì mình đã cập nhật thành công. Rồi các bạn mở cái link form thứ hai của mình ra các bạn. Con này mà giá 1, tôi cần mà 1 đô một cái là ngon là tắt nè. Mở cái Telegram ra chat với bot nè. Con bot thì đang quan hồi luôn, cái máy của mình bị đơ gì đâu các bạn. Rồi các bạn, 1 tôi cần HuriSwap giá 0.05 USD. Follow 500 USD bao nhiêu. Rồi các bạn bấm vào cho này góp đi. Được nhiều được các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow kênh group, kênh channel của nó các bạn. Các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại, các bạn join tiếp kênh channel của nó nè. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Cái này kiểu ngon các bạn. Rồi các bạn follow fanpage của nó nè. Follow theo
rồi các bạn chờ nó load đến dự án một chút xíu nữa. Mình biết làm cái video này rất là dài dòng, rất mất thời gian như tất cả các bạn, nhưng biết sao giờ các bạn rồi server thì các bạn theo dõi này nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like nó một bài này. Rồi các bạn test lại cái bình luận các bạn. À, test lại tự quyết cho nó các bạn. Chúng test lại. Rồi các bạn chờ lên bot Telegram của mình nha tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba các bạn follow Medium. Rồi các bạn bấm giải fan các bạn. Rồi Medium thì các bạn follow nữa nha các bạn. Nhấp vào follow nữa. Rồi follow in rồi các bạn bắt up lên nữa các bạn. Tức một cái máy quay kèo ngon mà nó bị gì vô. Rồi các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có join hai kênh group bên Chiller, các bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn hỏi follow tour các bạn follow và tweet bot không, các bạn gỡ đường link vào đầu file của CNM, các bạn mở tour của mình ra nha các bạn. À bắt đứt lại nghe các bạn, web này bị khùng. Rồi các bạn nhấp vào bọn trang cá nhân đồ người của mình, nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch, các bạn nhấp vào chia sẻ nè, các bạn copy cái đường link vào đầu file của mình nha tất cả các bạn. Rồi các bạn sao chép xong các bạn mà trả lời con bot các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Rồi các bạn chờ bot phản hồi một xíu nha tất cả các bạn. Các bạn bữa nay bị gì đâu, sớm chạy mượt nhẹ lắm. Hôm nay bị gì ta. Rồi nó kêu các bạn gỡ lên đường link vào đầu file minimum, các bạn cũng nhấp vào đường link vào đầu file minimum nè các bạn. Các bạn lấy cái đường link vào đầu file của mình nha các bạn. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Minimum thì các bạn vô tay cho nó vài cái đi nha các bạn. Các bạn vào trang minimum của nó đi, các bạn vô tay vài cái đi. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn nhấp vào một đen đen này các bạn. Các bạn nhấp vào một avatar của mình nè các bạn. Minimum lót chậm lắm các bạn. Các bạn nào trên app thì lót nhanh nha các bạn. Còn đây trên web bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký cái tài khoản luôn đi nha. Tao lót lâu quá các bạn ơi. Các bạn chờ chút xíu nữa. Tạo được. Bị gì đâu. Sao kỳ quá các bạn. Tức cái tạo. Rồi hiện lên trang cá nhân, các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè. Nó lót không nổi. Minimum tao không biết. Rồi các bạn nhấp vào minimum, rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch trên đây nè các bạn. Anh nhân quỷ trên em mà đọc tiêu thôi. Rồi các bạn bấm vào medium trang cá nhân của mình các bạn. Rồi các bạn sẽ chép nó theo cái tư tạm. Cái máy sao kỳ ta, lấy nó chậm như ta. Rồi các bạn sẽ chép nha tư tạm, các bạn bắt giúp lần các bạn. Các bạn cho dây bot, các bạn gỡ đường link profile của mình. Các
các bạn dán vào nữa các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nữa các bạn. Hai chùm lượng nha. Tức kết thời. Rồi, rồi các bạn điền lại một cái email các bạn đăng ký bên một cái website, một cái sàn Hudex Swap nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh 5991.com email nè. Rồi, các bạn ở địa chỉ với EGC 20 với chú Quỳnh, địa chỉ với ETH của anh vào các bạn. Khoan các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Tức. Rồi, các bạn mở địa chỉ với ETH của mình nè. Các bạn sao chép ra các bạn. Rồi các bạn gửi về cho bot nè. Tài ơi, tài thông báo hoài. Rồi các bạn bắt được chỉ ETH của mình vào các bạn. Rồi các bạn gửi các bạn. Rồi các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốc cần các bạn. Sao tiếp. Ghép bằng MC. Rồi vậy video mình dự án mình đã hoàn thành rồi. Còn việc nó sẽ phân phối mình sẽ cập nhật một clip tiếp theo và hướng dẫn các bạn bán tất cả bạn gì. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé. Quá xui.